Từ chối bây giờ tôi nói luôn phải không? Yeah. Được không? Dạ. Bắt đầu phải không? Dạ. Yeah. Trước hết thì tôi đại diện cho bảo tàng. Dạ. Xin chào quý khách. Thì hiện đây nhà này là nhà hiện chúng ta đang ở số 18 Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nhà này cái diện tích của đất đây thì 1.900 m². Thì nhà này dạng chữ đinh. Thì trước kia trước giải phóng nó có một cái dãy nhà dưới từ cái hàng rào đó đi ra ngoài sau nữa, nhà chữ đinh thì em biết chữ đinh như vậy. Yeah. Đó. Thì sau giải phóng rồi cái nhà đó hư hết, phá cái đó thì làm cái hoa viên, thì chỉ còn giữ cái nhà này lại là cái nhà chính thôi, là nhà còn 200 m² thôi. Thì cái nhà này quay cửa về hướng tây mà trước mặt có sông thì buộc lòng phải hòn Long Bộ, tại vì cái ông chủ nhà này thì ông rất rành vấn đề phong thủy, thì khi mặt trời rọi xuống sông thì chiếu lên mặt mình, thì vì cái chỗ đó mới làm hòn Long Bộ để chặn lại những cái tà khí. Thì nhà này có 3 căn, 2 trái, có 36 cây cột, thì có 3 phần. Phần trước mà chúng ta đang ngồi đây á, là phòng tiếp khách, phần trong này là thờ cúng ông bà, phần trong nữa là sinh hoạt gia đình. Thì nhà này xây dựng 1890 cho tới 1893 mới xong, xây dựng 3 năm mà mỗi ngày là 300 thợ. Thì chắc quý vị đây cũng là thắc mắc tại sao một ngày 300 thợ, làm cái gì mà tới 300 thợ. Thì em thấy là hầu đó là công cụ bằng tay không, không có máy móc gì hết, be đóng bè ở dưới đó, rồi cái be là cả mấy chục thước, cây bự vậy, rồi cái tuổi thọ của nó là mấy trăm năm lận, rồi kéo, rồi hai ba chục người kéo, rồi hai ba chục người chim ở dưới cho nên không có trả tới gì chứ không cháu, rồi kéo lên phải nhắc cái đầu cao đầu thấp vậy nè, đằng cưa, người cưa trên người cưa dưới, rồi lớp thì giá gạo. Ông chủ nhà này thì mướn thợ về quế vô chỉ là ấy thôi, đưa cơm nuôi cơm hả? Làm ăn công mà nuôi cơm, thành thử ra phải bỏ ra bốn người là nội bốn người, rồi hai người xây lúa rồi thay phiên nhau, rồi giả gạo nữa, rồi đặt rau đồ nữa, rồi cưa cái đồ nữa, thành thử ra thợ đông là lý do đó. Yeah. Một ngày là 300 người thợ luôn. 300 người thợ đó. Yeah. Là vì đội kéo bè lên không lại biết bao nhiêu người thôi. Yeah. Ba sợi dây mà kéo cái cây dài mười mấy hai chục thước kéo lên, rồi phải chim ở dưới chứ không nó trả cho gì chứ xong sao. Hồi đó đâu có công viên vậy. Yeah. Hồi đó đâu có máy móc, đâu có cần trồng cần gì như bây giờ. Rồi lên đây phải nhắc cái đầu lên, ông ngồi cưa trên ngồi cưa dưới, cưa phải thay phiên nhau chứ. Yeah. Rồi đục đéo luôn, nó đủ thứ hết. Cái này là con thấy cái chạm khắc ở đây á rất là đẹp luôn, giống như là mấy cung đình ngồi Huế vậy đó. Đó cái này là thợ Huế mà, thợ Huế làm. Thì em thấy bây giờ đó là thợ bây giờ nó làm là mấy cái này nó làm rần. Làm rần. Rồi nó dán vô, còn cái này là yên cái khúc cổ. Cái này là cái như cây tùng cái bách này là chưa. Thì nhà này là ông Trần Văn Lân thì ông xây dựng, nhưng mà sau này ông qua đời thì ông Trần Văn Hổ là con ông là đốc phủ sứ, thì em biết là bốc phủ sứ là ngang với chức tỉnh chủ tịch tỉnh bây giờ, làm như tỉnh trưởng là hồi đó dữ dội đó. Thì em thấy những cái chạm chỗ này là thấy là y như là mấy cái cung đình đồ cái Huế đó là thợ Huế không. Còn ba chữ này là Hòa Duy Quý. Hòa Duy Quý, Hòa Duy Quý cái gì thì điều hòa đi xí xó em tôi em với anh cái xích mít gì đó là xí xó hòa. Còn hai cái nút này là hai cái con mắt của cái nhà đó. Lạ gì luôn á, lần đầu tiên con mới thấy. Em thấy cái, những cái ghe cũng có con mắt vậy, cái nhà ghe, cũng có ghe con thì mắt. Con thấy nhưng mà nhà thì không có thấy người ta làm mắt. Thì hiện giờ chúng ta đang ở căn giữa hai tiếp khách, rồi phần trong này là phần thờ phượng. Đây, chính giữa này là thờ Nhã Nghiên, trong kia thì trước kia là thờ Văn Công, dưới đây thờ Thần Tài, bên phải tôi là thờ bên nội, nên là thờ ngoại. Thì anh thấy những cái chữ chương lư này là bây giờ mà mình sẽ không dịch được, cái Hà Nội cũng chưa dịch được nữa. Còn hai cái chữ này là ở xa đó thì em thấy là cái chữ, nhưng mà nó vẽ cách điệu. Ở gần thì anh thấy là con hạt, cái này là hạt tón, cái chữ hạt tón. Ở xa thì em thấy là cái chữ, nhưng mà em gần thì anh thấy những con hạt nè. Ở bên kia là Linh Nguy,
À, ở xa thì thấy chữ nhưng mà ở gần ông ơi, thì... ông cho con hỏi là cái mấy cái chữ này là làm ra là theo nguyên thủy của nó như gì luôn không? Nguyên thủy nó luôn ra nhưng mà bây giờ mình không dịch nghĩa được, nếu là hai câu liễn này không dịch nghĩa được, à, không dịch nghĩa được. À. Là người ta có đọc được không? Không đọc được mà nó lấy gì dịch. Ồ. Chữ này giống như là chữ Nho hồi xưa mà. Chữ Nho hồi xưa mà nó cái dạng là vừa viết cách viết cách điệu á. Dạ, cái này là gọi là cái nào có cái chân hết, đó kia chữ chân lư. Có nhiều nhà người ta khảo cổ tới người ta tìm hiểu tới rồi, Hà Nội vô rồi cũng về sống được nữa. À. Bên kia là Linh Quy, em thấy cái chữ thì đọc nhưng mà thấy giữa con rùa, tới gần thì thấy như hình con rùa. Cái này là bên đây là thờ nội, bên nội, bên kia là vài. Đây là ông Trần Văn Hổ thời nông á. Yeah. Đó, Trần Văn Hổ từ đầu. Hồi đó là các cụ trước. Yeah. Bây giờ thì sinh 1881 tới 1957 ông mất. Ông hình như cái mộ ông là trên kia luôn chứ. Cái mã mộ ngoài này, mã mộ ông Lân ở trên kia. À. Ông Lân là ông già là cái mã ông Lân bự trên đó đó. Con tưởng đâu là cái ông đó là làm. Còn mộ ông này thì ngoài này nè. Dạ. Mà ông này với vợ là về này. À, dạ. À, lấy nữa con già con à, đây, đây, là. Ở đây là phòng ngủ của ông bà. Dạ. Đây là giường ngủ của bà. À, của ông. À, của ông. À, giữa này của ông. Thì của ông rộng hơn, dài hơn. Đây là phòng ngủ của bà. Dạ. Đầu trưa đó thì nằm dán trong cái nằm giường. Rồi dạ, mình làm cái niệm bằng gòn á, dạ. Niệm nhỏ thấp vậy đó là bằng gòn để lên nằm, không nằm. Ủa, ông với bà nằm riêng không? Thì hồi xưa nằm có nhu cầu thì lợi thôi, chứ không phải như pháp mà. À. Giờ ví dụ cái nhiều gia đình mà pháp á, bất tịch pháp á cũng vậy. Có tưởng đâu là vợ chồng là cùng đầm nhau. Dạ, cái này của bà. Tôi thấy giống như là nguyên phản luôn không? À. Còn thấy nguyên tấm luôn á. Y tấm luôn. À. Cái phim cái nhà này quay phim rất nhiều, nhưng mà cái phim Lục Dân Tiên lên nó kêu mẹ mười thằng cái nhà ông nổi. Khi nó giờ đi rằng nó quay á, thì nhà này quay phim là ông cố vấn nè, Lục Dân Tiên là ngàn năm thăng long về cái gì, ngàn năm thăng long về đất thăng long lòng dạ đàn bà tại tôi thề không gục gã. Ôi, rồi ông nhớ giỏi của ta. À, tôi cũng có đóng một hai phim mà đóng ở đảo không à. gì con đường mà Hồ Chí Minh trên biển nữa. Vì nó những cái phim cổ trang là đóng đây nhiều. Nhưng mà đóng phim người ta có giao kèo chứ không được xê dịch, mà tại sao là người ta vẫn xê dịch không? Cái mình thì không cho xê dịch mà nó xê dịch rồi nó trả lại. Mình phải dám. Gỗ này gần như là còn nguyên thủy hết luôn. À, còn nguyên thủy hết. Đen đến mà sánh đen gì là... Hả? Gỗ mà sánh đen gì là con biết rồi. Cái này gỗ là cẩm lai không á? Dạ. Gỗ biết không? Thì hồi xưa ăn. Thì em thấy là hồi trước kia á, sau này tôi biết á, là cái bàn ăn nó có ba phần. Sẽ sụp xuống, còn cái giữa thí dụ như ăn thì đưa lên. Rồi hồi trước nữa đó là ăn là ngồi trên giá. À, cái giá có chiếu bự, rồi cái chiếu nhỏ là cái chiếu cổ. Dọn thức ăn đó, rồi phủ giò ngồi hai bên ăn. Rồi bên này thì nữ, bên kia là nam. Rồi tối khách quý ngủ đây. À, vậy là bên đây là phòng khách thôi chứ? Khách quý á, ngủ lại. Yeah. Hoặc là ăn thì dọn cổ là cái chiếu bự rồi ấy. Cái nhà này là xây dựng là cách đây là chính xác không bao nhiêu năm? 1890 bằng tuổi Bác Hồ. Xây dựng 1890 cho tới 1893 mới xong. Yeah. Bằng tuổi Bác Hồ. Có đi cũng mấy cân, rồi có thấy cân này gần như là còn nguyên vẹn. Còn cái này là cái bộ binh khí, bây giờ nó hay chơi là đụng ai nấy đấy, chứ sự thật ra là hồi đó có quan quyền á, là mới là có bộ binh khí này. Yeah, đúng rồi. Rồi bây giờ nó có tiền rồi nó mua. Quay xong lát nữa con quay thêm lần nữa cho nó đủ ngôi nhà của mình thì đó. Cái này quay chơi thôi. Yeah. Nó hỏi sao ông dám ngủ đây, nó hỏi tôi vậy đó. Có khi nào thấy gì không? Không, nó nằm ngay là tôi trong nhà đàng hoàng. Yeah. Từ 30 tới tôi cúng là vì mấy cô hồi đó ở đây thì nhà này không có đàn ông. Hồi xưa là mình cái này mình nói đi, đàn ông đi làm ở Sài Gòn hết, quan quyền của chế độ cũ mà. Thì đảm bảo ở đây rồi khi mà ấy rồi mấy cô chết hết. Yeah. Rồi thành thử ra cái nhà này. Đây là mã của bà là Dân Thị Khỏe, bà chết 52 1952
thì năm nước lụt năm Thìn á, còn ông chết 57, ông ở đây chết 57. Thì có nhiều người nói tại sao mà bà chết trước mà xây cao, còn ông chết sau ta không xây cao nữa, nhưng mà cái này là phong thủy. Thì khi mà người vợ lúc đầu cũng nằm bên tay phải của mình hết, ông nằm đây thì cái đầu nằm trên này, cúng ở đây ngồi dễ ăn, thì vợ nằm bên tay phải, thì ông phải trầu sụp lên trên chút, nằm cao lên chút, em thấy không nè, cái này cao hơn chút đó, thì nhưng mà phải thấp xuống, cái đó là phong thủy. Có ý nghĩa gì không hả? Phong thủy hồi xưa thì phải vậy. Chứ nhiều người thắc mắc lại tham quan hỏi, ủa tại sao tôi hỏi chú chứ bà chết trước tại vậy ông không làm là cao hơn, cái đó không được, bà phải nằm trầu lên nữa nè, thấy không, nằm trầu lên này, ông hay nằm trầu cao hơn chút. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, em thấy như đám cưới vậy, cô dâu thì để cái bông bên tay phải, chú rể để cho bông tay trái, là lúc nào con vợ cũng bên tay phải của mình đã là xanh, là nguyên khối đó, nguyên khối đúng không? Nhưng mà về phong thủy là ví dụ ông mất rồi là ai coi lại không? Ai coi lại cái ai coi cái phong thủy con, mà chung cái này? Mấy người con. Còn gần như là đó, con đông lắm chứ, bên cái mã bà kìa, nó để ông cho con hỏi là những người con của ông bà này là bây giờ vẫn còn được hết không? Có một số còn, một số mất, lớn tuổi hết rồi. Số còn, số mất cũng ở bên nước ngoài hết. Ủa chứ cái nhà này bây giờ này ai quản lý? Thì giao cho nhà, lúc đi đó, bỏ đó thì nhà nước quản lý. Tới giờ thì mới đầu thì năm 75 thì ủy ban quân quản lý. Rồi tới năm 78, 79 thì mới giao bên văn hóa mình. Vì con cái của ông bà rồi có hay về không? Cũng cháu về rồi. Thăm mã đồ này kia cũng thôi, cũng về đốt nhang đâu. Thỉnh thoảng là Tết rồi hay về. Về mà thấy nhà cửa sạch sẽ khang trang, về viên mã mồ cũng mừng. Được săn sóc và họ cũng mừng lắm. Bây giờ thì nó cũng qua lâu rồi thì rồi, thời đó không còn, nhưng mà nếu mà nhà nước mà người ta vẫn ưu đãi vẫn ấy đàng hoàng rồi thấy là cũng mừng rồi. Văn hóa riêng, du lịch riêng thì có thờ cái thể thao cái nhập dưới là văn hóa rồi cái là tách ra sau này mới nhập là thể thao văn hóa du lịch chung lại. Cũng như bảo tàng thì hồi đó cái di tích này nó nằm trong bảo tàng rồi, cái bắt đầu cái cách nay 15 năm cái tách ra, tách di tích riêng ra thì coi di tích thôi. Rồi hôm tháng 3 năm rồi này, năm nay này, vừa tháng 3 cái vừa sáp nhập lại nữa thì cái di tích này vô bảo tàng trở lại nữa. Con thì mong sau là những cái khu nhà như gì là được bảo quản gọi là lâu dài luôn, chứ đừng có con thấy nhiều nhà nó xuống cấp, người ta có vô di tích xong người ta nói thẳng đây, tôi ở đây là rất lâu lâu rồi, thì mình có cái tâm thế thẳng vậy thì mình dọn quét sửa sạn rồi này kia là cái gì chẳng hạn nó dột rồi này kia, mà cái ngói này mèo nó hay làm nó dột lắm, chứ gió thổi nó tóc bị gần trong nè, gió thổi nó tóc rồi dám là thấy cái tôi báo liền cho người sửa liền. À, có người tới sửa liền luôn hả? Dạ, có lúc thì sửa liền, có lúc thì cũng chạy với dầu. Ông nói chuyện với con, ông đừng có dạ nha, ông lớn tuổi hơn con nhiều lắm. Dạ. Vì cái không biết cái thời đại bây giờ con thấy như thế nào, chứ sống mình cái lời trước á, như lớn tuổi con á, còn ở nhà tới 8x tuổi về trước á, là thấy người lớn gặp là khoanh dạ đàng hoàng, chứ không có giống như bây giờ đâu. Nên người ta nói kính lão đất thọ. Bây giờ tôi nói thiệt với em, ở đây tôi bị hoài em biết đây tôi phải phá cửa, tôi làm cái gì tôi phải phá cửa. Đây nhiều khi tôi ở đây rồi tôi vô nhà tôi uống thuốc hay gì tôi phá cửa, hay tôi uống nước hay gì tôi phải phá cửa đó. Em biết tôi vừa quay đi là nó thò tay vô mở cửa, không phá tôi móc vậy nè, tôi không có phá tôi móc vậy nè, thò tay vô tôi làm gì mở phá tôi à. tham quan đứng cái chó sủa tôi nghe, tôi ra liền chứ gì, để em thấy lợi em vừa lợi là chó sủa liền, thì cái máy nó lớn tôi không nghe, em kêu anh tôi không nghe,
nhưng mà nghe chó sủa tôi lại. Ở đấy con thấy ông cắt cổ ở đây nè. À, tôi thấy. Nhưng mà con không dám gọi tại đang bận. Mày gọi tôi đâu nghe đâu, thì chó sủa tôi nghe. Rồi, cái số điện thoại ở đây ông có thể bọc máy. Không, cái số điện thoại này nằm ở trong kia. Dạ. Tại vì ở đây thì ngày thường thì tôi mở cửa giờ hành tránh. Dạ. Thẳng, nhưng mà có cái thì thẳng là chiều tôi ít cho mở cửa đó, nắng nó vô hư đầu hết. À, dạ. Với lại mưa, hôm nay là mưa, mình nói là mưa, đó là nắng, nắng vô hư đầu hết. Chứ tôi cũng quậy quá, mệt quá, 24/24 em coi. Tối hôm trước này nó bán tôi nói nội mà cái ba cái loa kéo kéo không là mới điếc hết, đừng có nói đâu, tôi nói ngủ được. Ở ngoài đây là cho gọi là sinh hoạt rồi này nọ buổi tối. Tối nó cho bán dài đó, rồi cho nó ba cái loa karaoke kéo kéo đó, rùm trời rùm đất tôi. Nhưng mà ở cái khu trước của mình là đâu có, đâu nó cho mày đường luôn mà. Ủy ban phường nó cho mày đường luôn mà. Từ nó vẽ lên lặng nó cho như đường luôn. Nó cho là phố đi bộ. Phố đi bộ hả? Ờ. Được cái con sông nhưng mà phải biết cắt quãng từ đoạn nào tới đoạn nào chứ để tràn lan nó phức tạp. Là gì cũng như là nó thí điểm, chứ không ban đầu nó sắp trước vậy đó, để có yên hay không yên. Nhưng mà kẹt xe qua vậy. Rồi thôi đây là dân tướng xứ em ơi. Lâu lâu thiền lắm em ơi. Con thì đi đâu cũng gì, mình thấy những cái khu này là con thứ nhất là con mong nhà nước mình quan tâm để cho nó còn mãi mãi, rồi sau này con cháu người ta còn biết được chứ. Đúng. Bây giờ những căn nhà gì là con đi rất nhiều, hầu như là không còn nhiều. Yeah. Chứ thứ hai nữa đi 1-2 năm sau là tới không còn nữa, là nó còn tan hoang hết, nó bị dụng ngói rồi phá mẹ đó rồi ấy. Em biết đây tôi rất kỹ nè, em biết mỗi lần bây giờ để lập ngói âm dương, tức là ngói tiểu và ngói đại. Yeah. Âm dương là cái lạch ngói cái chiếu thì em biết, nhưng mà cái ở dưới này đại mà trên này tiểu, em biết kỳ rồi cũng cách nay mấy năm cũng 8-9 năm gì nó cũng đại không. Thì Hà Nội vô làm, tôi bắt lấy ngói tiểu á, ngói nhỏ đó cũng về sau đem lại hết trước cho mình coi nó đẹp hơn. Rồi còn về sau đó mình làm cái gì mình làm ngói đại chứ giờ ngói tiểu đâu khó, còn ngói tiểu là ngói nhỏ úp trên này là hai cái vậy, thì cái úp nè đó là tôi lấy về sau hết giữ cái thợ làm lại. Anh thấy em quay về em dùng vô thấy nó gan đen là đúng hơn mấy cái nhà kia.